Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trúng ngay cái lá vàng. À, đây là lá cây bí. SuSu. Em mày, đi đâu vậy? SuSu có vẻ rất thích là ăn lá bí. Năm nè tiểu thư. Ăn xong này còn được massage đầu nữa. Chị hai ơi, ăn xong còn được massage đầu nữa. Cái gì vậy?